Thưa quý vị, có một món bánh miền quê dân dã được làm từ bắp, nổi tiếng với hương vị dẻo thơm, ngon mắt, lạ miệng, điều khiến cho những người con xa xứ lâu ngày hay những du khách có dịp ghé thăm với huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ăn một miếng rồi nhớ mãi không quên. Huyện Đất Đỏ, địa phương giàu truyền thống cách mạng, kiên cường trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Đây cũng là quê hương của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ngày nay, vùng đất hiền hòa này không ngừng phát triển, thu hút du khách bởi diện mạo khang trang, những cung đường nên thơ, điểm đến hấp dẫn và ẩm thực phong phú. Đất Đỏ còn nổi tiếng với nhiều món bánh dân dã đậm đà hương vị Nam Bộ. Một trong số này có món bánh tét bắp. Món bánh trở nên thân thuộc với bao thế hệ người dân vùng quê Đất Đỏ từ xưa tới nay, khiến ai đi xa cũng nhớ về. Trong ký ức của nhiều người con xa xứ, vẫn còn nguyên mùi của khói bếp nấu bánh, hòa quyện cùng mùi mắp thơm ngọt, lan tỏa cả xóm. Bắp vốn quen thuộc, gần gũi với mọi nhà, nuôi sống bao thế hệ. Và từ hạt bắp, có bao cách chế biến thành những món ăn ngon miệng, như bắp luộc, bắp xào, chè bắp, xoài bắp. Đất Đỏ là vùng đất rất phù hợp với các loại cây nông nghiệp ngắn ngày, trong đó có cây bắp. Điều đặc biệt là hạt bắp ở đây dường như hấp thụ đủ tinh túy của đất, của nước, của nắng gió Đất Đỏ mà trở nên dẻo ngọt, thơm mềm. Bánh tét bắp vì vậy cũng ngon nhất. Tuy là món ăn dân dã miền quê, nhưng với những người xa xứ lâu ngày hay với du khách có dịp thưởng thức thì bánh tét bắp là món ăn khó quên. Bánh tét bắp của Đất Đỏ thì cực kỳ là ngon. Mình thường thường ghé qua đây và lúc nào mình cũng mua về làm quà cho anh chị em trong gia đình. Vừa dẻo, vừa ngọt, vừa thơm. Là cái này á là đặc sản ở quê hương Đất Đỏ. Đám giỗ, đám tiệc thì cũng vẫn gói bánh. Cũng gói bánh bắp hay là hoặc bánh nếp. Mình gói, mình cúng. Để có món bánh tét bắp ngon chứ danh Đất Đỏ, chắc chắn không thể không kể đến những đôi bàn tay khéo léo của các mẹ các chị nơi đây. Và ngay bây giờ quý vị hãy cùng Quách Lan khám phá những công đoạn để tạo nên một chiếc bánh tét bắp như thế này nhé. Dạ con chào cô. Cô ơi, cô không biết là từ bao giờ vùng đất quê Đất Đỏ lại có món bánh tét bắp như thế này ạ? Món bánh tét bắp này là làm ra từ bắp. Mà bắp này là do cũng cái truyền thống của ông bà của mình hồi xưa tới nay cái gốc. Bây giờ con cháu nói nghiệp. Dạ vâng. Thưa cô thì cô đã biết gói bánh tét bắp từ bao giờ ạ? Cái này, người này là hồi xưa là hồi mình còn nhỏ kìa. Mình chưa có gia đình là mình nói ngồi làm cha mẹ mình buôn bán đó. Rồi mình làm theo cha mẹ tới giờ luôn. Khi mà gói một chiếc bánh tét bắp ngon đúng vị Đất Đỏ thì cần những yếu tố gì ạ? Trước tiên là bắp, dạ. Đường, bột, muối. Và đậu xanh để mình làm nhân chế biến ra cái nguyên liệu, các nguyên liệu để tiến biến thành cái đồng bánh tét. Mình phải mua bắp trăm, bắp lớn mà đẹp, không sâu mà nó vàng bẹ. Nói chung khi mà làm ra cái chiếc bánh tét này là bắp vàng bẹ chừng nào thì nó ngon đấy. Dạ vâng. Bắp vàng bẹ tức là cái vỏ nó... Đúng rồi, cái vỏ nó hơi vàng vàng đó. Để khi mà lúc đó thì bắp, cái chất liệu khi mà mình bào ra thành bột như thế này nó sẽ dẻo hơn đúng không cô? Đúng rồi. Còn nếu như mà mình lấy sớm hơn thì sao ạ? Lấy sớm hơn thì mình, đó chẳng hạn như thế này nè, nó cũng già rồi đó, nhưng mà chưa có vàng lắm. Nó hơi hơi thôi, thành ra cái bắp nó mới hơi cái, nhưng mà gói thì hơi cực. Nhưng nấu ra rồi, luộc ra rồi, nấu ăn rất là ngon. Nó mềm, nó dẻo. Dạ vâng. Nó dẻo, nó mềm, nó ngon lắm. Dạ vâng, tức là trong cái khâu mà làm nên một chiếc bánh tét bắp như thế này thì cái nguyên liệu chính là bắp thì cần phải có cái độ chín vừa tới mà để tạo cho cái độ dẻo của bánh tét bắp ạ. Đúng rồi. Dạ vâng. Cây bắp có thể trồng được quanh năm, nhưng theo các vị các mẹ có kinh nghiệm trong nghề làm bánh bắp thì mùa trái ngọt và thích hợp để làm bánh là vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5. Chọn những trái bắp vừa đủ độ già và mới thu hoạch. Nếu bắp non, bánh sẽ không dẻo, bắp quá già thì xác và không thơm ngọt. Sau đó đem lột vỏ, bỏ râu, rửa thật sạch rồi bào nhỏ.
Bắp sau khi bào sẽ cho vào cối hoặc vào máy xay nhuyễn, tạo ra thứ bột bắp sánh mịn. Để tăng thêm vị thơm ngon đậm đà thì cho vào bột một ít muối. Thưa cô, thì không biết là ngoài nhân đậu xanh thì bánh tét bắp còn có loại nhân nào khác không ạ? Không, cái này riêng biệt là nhân đậu xanh thôi. Dạ. Ừ. Nó là Sao vậy ạ? Bởi vì cái môn cái tông này truyền thống hồi xưa tới nay là không làm nhân gì hết. Chỉ có nhân bánh tét, nhân đậu xanh này thôi, ngoài ra không có có nhân gì hết. Cô đã thử làm nhân khác chưa ạ? À, cái nhân khác thì không có thử, nhưng mà làm cái bánh mặn thì có. À. Tất nhiên là làm hành mỡ trong cái bột này nè. À. Đó làm cái nhân mặn đó, bánh mặn đó thì có, chứ còn mà làm cái nhân đó thì không có làm. Dạ vâng. Vậy thưa cô, dịp nào thì mọi người sẽ được thưởng thức những chiếc bánh tét bắp ạ? Thì thường thường á là cái dịp lễ á là lễ như ở nhà mình truyền thống là giỗ như 27 tháng 7, rồi chị em phụ nữ cũng chung tay góp sức cũng gói gói ra để ăn, ngoài đó lễ dự lễ rồi ăn tiệc chung, là ở đây là truyền thống cứ hãy đám tiệc là thường hay gói. Dạ vâng. Thưa cô, thì bánh tét bắp thì sẽ thưởng thức như thế nào là ngon nhất và đúng vị nhất ạ? Cái nói ăn á thì nói chung á là tùy theo khẩu vị nha, chứ không phải riêng biệt về người nào ăn cái thứ đó. Đôi khi có người muốn ăn nóng, có người muốn ăn nguội. Là cái đó là khẩu vị của mỗi người nha. À, theo như cô á, cái bản tính của cô là cô vừa vớt ra là nó hơi nóng nóng. Không có vớt mà ra ăn liền thì không có ngon. Tất nhiên cái bánh nó không có dỗ mình. Để nó hơi ráo chút xíu, nó dỗ mình nó sẽ ngon. À, ừ. Tức là gạo nước đi là sẽ ngon hơn. Đúng rồi. Chiếc bánh nó sẽ ngon và đậm đà và đúng mùi vị của bánh tét bắp đất đỏ hơn. Đúng rồi. Dạ vâng, thưa cô, thì cô có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ với chiếc bánh tét bắp không ạ? Khi nhỏ thì nói chung á là kỷ niệm thì không có kỷ niệm, nhưng mà đó là cái cuộc sống của mình á, cái cuộc sống mưu sinh của mình á. Hồi xưa là cha mẹ bán ở chợ Vũng Tàu á, là mình làm phụ với cha mẹ để mà thành ra cái chiếc bánh này, rồi cha mẹ mình đi dùng chợ Vũng Tàu bán, là cái mưu sinh của mình nha. Cách gói bánh tương tự như bánh tét nếp nhân thịt heo. Cứ một lớp lá, một lớp bột và thêm một lớp nhân đậu xanh, rồi cuốn lại và cột bằng sợi dây chuối hoặc dây lạt, chứ không dùng dây ni lông. Bánh gói xong được cho vào nồi nấu trên bếp củi. Dạ cô ơi, không biết rằng khi mà canh bánh tét bắp thì mình phải để ý nhiệt độ như thế nào ạ? Trước hết là mình thấy nấu bánh là mình phải chụm củi đồ vô cho nó cháy và cho nó ngon. Là hỏi cháy bánh, nấu bánh hỏi cháy lửa cháy chừng nào là bánh nó ngon chừng nấy. Dạ vâng. Tức là đối với cái đun bánh tét bắp thì mình phải đun với cái lửa thật là lớn ha cô ha. Là cứ hết là mình phải chụm lửa lại. Hỏi mà cứ hết cứ chụm cho nó bỏng chừng nào là bánh nó ngon chừng đấy. Dạ vâng, thưa cô, thì không biết rằng là mình đun bếp than thì có ngon bằng mình đun bếp củi là không ngon bằng bếp bếp lửa này. Dạ vâng, là nhất định là đun bánh tét bắp là phải đun bằng củi và thật lớn. Dạ vâng, thưa cô, để có một mẻ bánh tét bắp thật là ngon thì chúng ta sẽ cần phải đun bánh trong bao lâu ạ? Theo mà bắt đầu mà bỏ bánh vô trong nồi là đun cho đúng một tiếng. Theo cũng như mấy người bán thì một tiếng. Còn như cô, mấy cô đây nấu là phải thêm 15 phút cho nó chín cái bánh cho nó ngon. Khi mà mình bỏ bánh ra thì mình có phải lưu ý gì nữa không ạ? Đó là công đoạn cuối cùng chưa ạ? Công đoạn cuối cùng, vớt ra rồi phải cũng như dựng cho nó nước cho nó ráo đồ đàng hoàng. Dạ vâng, thưởng thức được. Thưởng thức. Dạ vâng, rất cảm ơn cô. Từng được ghi danh vào kỷ lục Guinness Việt Nam, từ đó danh tiếng bánh tét bắp dẻo thơm vùng đất đỏ của Bà Rịa Vũng Tàu vang xa khắp nơi. Mở đòn bánh ra có màu xanh lá chuối pha lẫn màu vàng của bánh, trông rất đẹp mắt, hấp dẫn. Miếng bánh vừa dẻo vừa mềm, vừa có vị ngọt của bắp, vừa có vị béo của đậu xanh, cùng với cơm dừa xay nhuyễn quyện lẫn vào nhau, tạo nên hương vị thơm ngon đặc biệt. Ăn một lần sẽ nhớ mãi. Từ món quà quê dung dị của ông bà ta ngày xưa, món bánh tét bắp được các thế hệ tiếp nối truyền cho nhau cho tới ngày hôm nay. Hương vị bánh truyền thống quê hương được gìn giữ, phát huy và lan tỏa, trở thành sản vật đặc trưng của vùng đất đỏ. Và để rồi, ai đi đâu cũng nhớ về. Và tới đây thì thời lượng chương trình Câu Chuyện Văn Hóa đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.